Nào, chúng ta sẽ đi tiếp qua chương 11 phát triển bền vững và tăng trưởng xanh với bài môi trường và tài nguyên thiên nhiên ha. Chúng ta sẽ đi vào một cái hoạt động khởi động ha. Chúng ta sẽ thi một cái trò chơi là ai nhanh hơn. Ba đội chơi chúng ta sẽ sắp xếp phân loại các tài nguyên thiên nhiên sau trong vòng 2 phút. Đó là than đá, nước, đá vôi, thủy triều, nắng, gió, rừng, cá biển, đất bazan, sóng biển, địa nhiệt, quặng sắt, mangan và san hô. Chúng ta sẽ thử xếp nó vào trong 3 nhóm: tài nguyên vô tận, tài nguyên có thể tái tạo và tài nguyên không thể tái tạo. Rồi, cho các bạn trong vòng 2 phút ha. Rồi, các bạn nào mình sắp xếp được giống như cái phần sắp của cô không nè? Đây là phần tài nguyên vô tận, nó sẽ là những cái nguồn tài nguyên ví dụ như là nắng, gió, nước, thủy triều, sóng biển, địa nhiệt. Tài nguyên có thể tái tạo nó sẽ là những cái loại như là rừng, cá biển, đất, đất bazan, san hô. Tài nguyên không thể tái tạo có thể xếp vào những cái loại như là than đá, quặng sắt, mangan, đá vôi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào một cái khái niệm ha, đó là môi trường. Thì chúng ta đi vào đầu tiên đó là khái niệm và đặc điểm của môi trường. Cái môi trường là gì? Môi trường sống của con người là gì? Rồi, môi trường đó là bao gồm các yếu tố vật chất, tự nhiên và nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau và nó bao quanh con người. Và nó có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất cũng như sự tồn tại và phát triển của con người và tự nhiên. Rồi, về đặc điểm, dựa vào hình ảnh và hiểu biết của bản thân thì em hãy cho biết có những cái loại môi trường nào. Nhìn các bạn cũng có thể đoán ra được đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ thử ha. Rồi, ở đây nó có 3 môi trường ha. Các bạn thấy ở đây là toàn là cây không nè, toàn là thiên nhiên không nè. Thì đây chính là môi trường tự nhiên. Còn đây là các bạn thấy người không ha, thì cái này là những cái mối quan hệ giao tiếp giữa người với người, thì cái này sẽ thuộc về môi trường xã hội. Còn ở đây sẽ là những cái công trình do con người tạo ra, thì nó sẽ là môi trường nhân tạo. Rồi, các bạn nhìn các bạn cũng biết được là những cái môi trường nào là môi trường tự nhiên đúng không? Đó là cái số 1, cái số 2 và cái số 7 sẽ là môi trường tự nhiên. Còn môi trường nhân tạo nó sẽ là những cái như là số 3, số 5, số 9. Còn môi trường xã hội sẽ là những cái mà liên quan ví dụ như là số 4 nè, số 6 nè, hay là số 8 nha. Rồi, tổng hợp lại ha, môi trường sống của con người nó sẽ gồm có môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường nhân tạo nha. Môi trường tự nhiên nó sẽ bao gồm các thành phần tự nhiên, địa chất, địa hình, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật xuất hiện trên bề mặt trái đất không phụ thuộc vào con người và các thành phần tự nhiên phát triển theo quy luật riêng của nó. Rồi, môi trường tiếp theo đó là môi trường xã hội, thì nó sẽ bao gồm các quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp và ngày càng phát triển, phức tạp, đa dạng gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. Còn môi trường nhân tạo, cái này là đang nói về môi trường xã hội ha. Rồi, môi trường nhân tạo nó sẽ bao gồm các đối tượng do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người. Ví dụ như là nhà ở, nhà máy, thành phố. Thì đây nó là kết quả lao động của con người. Nó tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại nếu như mà không có sự chăm sóc của con người. Rồi, vai trò của môi trường. Môi trường có những vai trò nào? Có 3 vai trò nha. Đó chính là đây là cái nơi mà không gian sống của con người nè, là cái nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên cho con người nè, và là nơi chứa đựng các cái chất phế thải do con người tạo ra. Rồi, về tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên đó là tài nguyên thiên nhiên ha, thì nó là toàn bộ giá trị vật chất có trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng để phục vụ cuộc sống của con người. Đây là một số loại tài nguyên. Là nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật. Và đặc trưng là ở đây là tài nguyên nó phân bố không có đều trong không gian ha, và đại bộ phận thì đều có, nếu mà có giá trị kinh tế thì nó sẽ hình thành qua cái quá trình phát triển lâu dài của lãnh thổ. Rồi, về tài nguyên thiên nhiên thì nó cũng rất là phong phú, đa dạng, nhiều loại ha, và nó cũng có khả năng hao kiệt cũng như là không thể phục hồi. Cho nên chúng ta phải tìm cách
Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và tìm những cái nguồn thay thế. Rồi, đây là một số cái cách phân loại tài nguyên thiên nhiên. Nếu mà theo thuộc tính tự nhiên thì sẽ có tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, tài nguyên sinh vật, tài nguyên khoáng sản. Còn nếu mà theo công dụng kinh tế thì sẽ có những loại như là tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên du lịch. Còn nếu như mà theo khả năng bị hao kiệt thì người ta có thể chia nó làm tài nguyên có thể bị hao kiệt hoặc là tài nguyên không bị hao kiệt. Tài nguyên có thể bị hao kiệt thì có thể xếp vào cái nhóm là tài nguyên không phục hồi hoặc là tài nguyên có thể phục hồi. Còn tài nguyên không hao kiệt thì có thể được xếp những cái loại như là năng lượng mặt trời nè, như là nước nè, như là không khí nè. Rồi, đây là những loại tài nguyên không thể phục hồi, tại vì thời gian nó hình thành mất hàng triệu năm, và khi các bạn khai thác, các bạn sử dụng xong rồi nó cũng sẽ mất tới hàng triệu năm để nó có thể phục hồi lại. Cho nên là thành ra là nhóm cái tài nguyên này nó rất là khó để mà nó phục hồi lại, người ta coi như là nó không phục hồi được. Còn tài nguyên có thể phục hồi thì có thể được tính như là những loại tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất. Các bạn có thể khai thác đất, khai thác rừng, nhưng mà sau đó 100 năm hay là vài chục hoặc là cả trăm năm thì nó vẫn có thể có khả năng phục hồi lại được. Nhưng mà thời gian nó cũng dài, thành ra chúng ta phải sử dụng một cách hợp lý hơn. Đâu là những nguyên nhân làm cho suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật hoặc là các loại tài nguyên khác? Đó chính là sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu làm cho đất bị thoái hóa nè, rồi săn bắt động vật, đốt rừng, nó sẽ làm cho tài nguyên sinh vật bị suy giảm nữa. Tài nguyên thì có những loại tài nguyên rất là vô tận, ví dụ như là nước. Rồi, vai trò của tài nguyên thì đây là một cái động lực quan trọng cho quá trình sản xuất. Tài nguyên thiên nhiên đây là một cái nhân tố mà không thể thiếu cho quá trình sản xuất, đặc biệt là cho phát triển các ngành công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp khai thác và cung cấp nguyên nhiên liệu cho các ngành kinh tế khác. Đây là cơ sở để tạo tích lũy vốn và phát triển ổn định. Đây là một số loại tài nguyên ha, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, ví dụ tài nguyên sinh vật, tài nguyên dầu mỏ, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, hoặc là khí tự nhiên, hoặc là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hay là tài nguyên đất, hay là tài nguyên nước. Đây là một số hoạt động mà người dân người ta đang khai thác tài nguyên. Nhưng mà bên cạnh đó thì đây là những cái chất thải do con người tạo ra. Sau khi mà khai thác xong thì con người cũng tạo ra rất là nhiều cái nước thải, cái chất thải, cái khí thải và cái rác thải gây ô nhiễm ngược lại môi trường. Rồi, chúng ta đi vào phần hoạt động luyện tập ha. Thì để bảo vệ môi trường chúng ta sẽ cần phải làm gì? Nhớ ha, phải thay đổi nhận thức về môi trường nè, phải sống thân thiện với môi trường nè, và phải tiết kiệm tài nguyên nha. Rồi, em hãy lấy ví dụ về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ như là phát triển bền vững nè, ví dụ như là bảo vệ đa dạng sinh học, hay là quản lý tài nguyên và môi trường. Rồi, các bạn hãy nêu giúp cô ha những mối đe dọa với nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện nay. Đó chính là ô nhiễm môi trường, gia tăng dân số, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Rồi, một hoạt động nữa ha, nêu hiện trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên hiện nay ở nước ta. Hiện nay chúng ta, Việt Nam chúng ta đang có cái tình trạng là rừng đang bị suy giảm về diện tích, và đang bị cạn kiệt tài nguyên, cũng như là ô nhiễm nước, ô nhiễm đất. Chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp trên báo đài hay đưa ra những cái thông tin về những cái tình trạng này. Rồi, bài tập về nhà cho các em ha, đó chính là em hãy thiết kế cho cô một cái sản phẩm sáng tạo nhằm tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. Chúng ta có thể kết hợp thành một nhóm nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng nè.